Ok, luôn anh em. Để tôi đổi tấm hình nền cho đẹp đẹp cái. Rồi tấm này đi, cho xanh cỏ mát mẻ, tận thế luôn. Thì hôm nay chúng ta chơi thử game này ha. Đây là con game tôi mua thì đợt Steam Next Fest á. Ủa không phải mà đợt Steam giới đố á. Cái lễ hội giới đố đó thì tôi có mua con game này. Nhưng mà để đến giờ chưa có chơi nên giờ vô chơi thử coi sao. Thì cái list game muốn chơi thì vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà thi thoảng cũng đổi gió anh tí. Thì con này nó ra mắt vào khoảng 2 năm trước, hơn 2 năm trước rồi. Anh em nhìn tới hình này thì sẽ liên tưởng đến một cái dòng game rất là nổi tiếng, đó là Seiki Drum. Đây, thì vẫn là máy móc với những thiết bị xoay quanh như một căn phòng thôi. Thì xem thử cái trailer 1 phút này ha. Âm nhạc thì có tí yếu tố bí ẩn. Đồ họa thì nó không gọi là chi tiết sáng láng cho lắm, chỉ ở mức cơ bản vừa đủ thôi. Nói chung thì đây là một game indie nên không thể đòi hỏi quá mức cho nó được. Giá game cũng rẻ nữa. Thì cơ bản vẫn là dạng phone lit. Anh em trên phone lit nhiều thì biết mấy cái game như thế này. Lúc trước tôi chơi con Doa, con Doa Phagadot thì cũng đơn giản vậy thôi. Đây, coi video như đó tạm được rồi. Bây giờ vô game thử coi sao. Thì tôi cũng chưa chơi bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu tiên bấm vô game. Em đợi tí tôi chuyển qua cái màn bên đây cho dễ nhìn. Đó. Con game này là cũng đạt được khoảng hơn 500 đánh giá cực kỳ tích cực rồi. Nên có thể xem như nó là rất là thành công rồi đó. Đây. Game. Chúng ta không thể thay đổi được độ phân giải, nhưng mà dắt đưa thoát ra vô lại thì có thể được á. Game hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ luôn. Giao diện menu này thì nó mang đậm cái chất mà viễn tưởng hơn. Âm thanh thì cũng không lớn cho lắm. Nên chắc rồi để cao cao đi. Đồ họa mức tối đa luôn. Để thoát ra vô lại coi nó có cái độ phân giải cao hơn không. Cái team overlay của tôi nó bị lỗi nè, thi thoảng nó không hiện, còn lại nó hay hiện ngay chính giữa màn hình này lắm. Trong khi ở góc thì nó không hiện đâu. Bật cái FPS lên sao nó không hiện luôn ta. Đây, nó lên độ phân giải 4K rồi, nhưng mà tôi để 2K thôi. Để máy tôi thì nó không có mạnh cho lắm, nó dạng yếu yếu á. Rồi chúng ta bắt đầu thử thôi nha. Có chữ M. Gì tôi chưa kịp đọc cái gì nữa, lỡ bấm thì cũng tiêu rồi. Ồ, đây một cái thư viện dạng như là cái nhà thiên văn vậy. Một cái hộp được gửi đến ngày hôm nay nè, thì không có biết thông tin gì về nó hết, nghiên cứu thôi. Đây, nhấn và giữ xung quanh là để xây thay vì dùng chuột phải. Thì có một cái mà phong bì ở đây kéo ra. Chúng ta đã tìm thấy một lá thư. Gửi đến tầng 4 trường đại học á. Đây là có thể là tên trường đại học của mình rồi. Cái diện bảo tàng này thì không biết nó là cái gì. Số sẽ ghi là 1078. Tôi nghĩ con số này nó có mà yếu tố quan trọng á. Thì theo cái yêu cầu của mình là 2 tháng trước. Của bạn thôi chứ không biết phải của tôi không. Của bạn 2 tháng trước thì đã in 3D từ cái máy game này thành công, chắc là in vô đây đó, một cái thiết bị cũ nó vẫn hoạt động. Rồi đây đây đây, đây nè, cái phần nó nè, lốc code thì nó sẽ ghi number đó là 1078, anh em nhớ số này nha. Rồi có gì nữa không, có cái kéo rồi, không cần hướng dẫn đâu. Rồi chúng ta tìm thấy cái kéo thì thao tác điều khiển của nó là hơi khó anh thấy. Cái này thì dùng bấm tay cũng được nữa. Shipper đóng gói gì là hơi sơ sài. Cái này sai logic nữa, là cái phong bì nó không có rớt xuống từ cái nắp. Rồi
Đây là cái thiết bị mà mình nhờ anh 2D 3D đó, mình đem để nó lên bàn. Bắt đầu chương 1. Nhấn để tiếp tục. Nhấn để tiếp tục là tên chương hả? Đây, tìm cách để mở động cái máy in 3D này lên. Đó, 1078, khỏi còn chớp bức thư, vẫn còn nhớ. Ý của nó nãy là nhắn vô bức thư để xem cái ý á. Nhưng mà có 4 số không lẽ không nhớ được nữa. Thì chúng ta có một cái gì trong đây nè. Dạng như cái gì một của ông ta. Mình cần ấy tìm pin để lắp vào ba lỗ cho anh này. Cần tìm cục pin đó. Rồi ok. Cái máy này còn bấm được gì nữa không? Không phút nữa hả bạn? Đây là cái chữ M. Tên là cái museum của mình, museum đó. Cái diện bảo tàng. Không có gì mà có thể giúp đích nữ này hả? Giờ chúng ta đi đâu nữa giờ ta? Có thể là vẫn chưa tương tác đến phần đó. Bên này là có một cái nút. À đây, kìa cái nút này qua. Chúng ta đã nhét cục pin này vô đây. Kéo thả. À kéo thả. Pin này nó kiểu cơ cấu như là cục pin laptop vậy. Nút. Người máy chạy nè anh em ơi. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì để đắp vô đây á. Này là dạng cái gì câu vô đó ta. Một cái nguồn thiết bị từ bên ngoài. Dạng như cắm dây điện phải không? Thì tôi coi cái mép bên đây coi. Thì quay hai cái này vô mới bật được cái giữa này kìa. Nó xài cái máy này mà không có hướng dẫn sử dụng. Cái lỗ mực, tìm được cái lỗ mực 3D rồi. Mình thay vô hả? Đây, mình sẽ thay cái lỗ mực vô. Rồi ok. Mình tiếp theo ở dưới này là gì? Nếu bỏ cái logo vô anh. Thiệt kìa, có không? Giờ bấm nút nữa được không? Trên này chúng ta đã mở rồi. Giờ để nắp xuống. Này mở nắp ra thì không thay đổi gì. Đó. Chứ nó lại báo cái mà cái mật in cái nguồn ngoài được rồi nè. Bây giờ chúng ta in cái gì đây? Scan xong rồi. Bây giờ có thể in đúng không? Màu đỏ là cái gì? Màu đỏ là in, màu xanh là can. Đó, bây giờ chúng ta tạo ra một bản clone nữa của cái chữ M đó. Cái này tôi nghĩ là giống in laser hoặc là in 3D. In 3D nó có một cái kim nó để xuống rồi nó chạy qua vậy rồi. Rồi. Thì nãy giờ chúng ta chỉ tìm hiểu cái cách là biết cái cách hoạt động của cái máy in thôi. Rồi sau đó là lấy cái máy in cho vào cơ thể. Muốn cho vào cái kho đồ của mình.
Bây giờ là cũng một cái hình ảnh chúng ta thấy trong trailer này. Người đến lúc người ngoài hành tinh này. Cái đầu học rồi tới nay. Ở đây là có một cái gian phòng thôi. Một cái này. Bấm qua bên kia được không ta? Một bức thư nữa. Đọc bức thư trước. Thì ngày 10 tháng 10. Đấy. Mấy cái này nó che lại là sao đó? Đây 1 trên 2 thì mình phải lật qua một trang nữa. Đây 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 đây. Thì nó có dấu chấm than cái thay ở đây. Một cái thiết bị gì đó đi đưa vô mở được cái hộp ở giữa. Từ là không ai biết cửa cho mình luôn. Tên mình là Ách Gao á, nhưng em hả? 18.4 kg. Kích thước này thì cỡ một cái cây CPU vậy. Bây giờ chúng ta để ý hai dấu chấm than ở bên phải với một cái cốt mở giữa. Đây 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 đây. 359 hoặc là đúng rồi 359 thôi, không có đảo số không có gì hết, họ gạch chân luôn. Nhưng mà ghi tới hai cái dấu chấm than là sao ta? Có khi bên đối xứng không? Không, không có gì hết. Đây thì sao? Chúng ta tạm thời mở cái này ra đã. À, nó có hai cái lẫy hai bên thì bây giờ chúng ta mới sử dụng cái máy in nè để in thêm một cái lẫy nữa vào cái bàn phải không? Trời, kéo tải cho lôi đơn giản. Giờ chúng ta lắp hai lẫy nào, mấy anh shipper làm ăn vậy đó hả? Đây chúng ta bắt đầu 359 nè. Từ từ tắn FPS đi. FPS nó thì cao đến 90 rồi á, nhưng mà cảm giác nó giật giật khó chịu sao á. Sao tiếng game mà nó nổ bụp 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 dữ vậy ta? Gì xong chương 1 luôn đó hả? Để chúng ta lại để cái vật liệu này lên bàn để nghiên cứu ở đây. Chưa biết nó là cái gì. Đây. Tìm thấy một cái mà nóc màu tím. Cái này thì đã bị lóc rồi phân nữa. Ủa đẩy này qua không kéo được nữa. Nghe có một cái tiếng gì đó nhưng mà nó không thể di chuyển. Đâu không vậy là kéo ra đúng rồi, bây giờ tôi không có lắp vô được. Bên đây chắc cũng tương tự vậy thôi. Đây tìm thấy mấy cái chìa khóa có hình dạng rất là kỳ lạ, một cái lẫy màu xanh dương trên lá cây, một cái thiết bị bằng kim loại. Chìa khóa đó thì mở ở đây là chắc này. Lại nữa. Thì gắn vô mở lần từng cái sao đó quay hả? Bây giờ đã mở ra được, bây giờ có đủ là bốn cái lẫy bốn màu nè, nhưng mà vẫn chưa thể biết được màu nào cái này tháo ra được không? Không. Cái gì nữa đây? Nó có là 7 cái nút. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cái. Nhưng mà chúng ta lại có là 6 cái vòng tròn. Không, năm cái, 7 cái vòng tròn.
thì ở đây tương đối là có 7 nút, thì tôi nghĩ cái vòng tròn đôi là có 2 nút nè. Còn cái nhỏ thì ở dưới mình có là 2 cái, nên cái nhỏ là sẽ ở dưới, cái lớn sẽ ở trên. Thì tôi đoán vậy đó. Đó. Vậy chính xác luôn. Tất cả đều là màu đỏ. Làm sao? Cái gì? Sao tự nhiên nó đưa mình cái này mà nó không nói gì hết? Rồi bây giờ mình bắt đầu hát nè. Tiếng vào thôi. Ở đây có một cái lẫy màu đỏ, thì chúng ta làm gì được? Không cần phải di chuyển về. Sử dụng cái mà thiết bị mở phá này để tìm một cái đường ra khác à. Mình chỉ có tiếng với lùi thôi. Bây giờ không có bấm gì được hết. Lùi thì không được, mà tiến thì không được, quay ra hướng nào cũng vậy hết. Mình cũng không tắt được cái này luôn. Bây giờ làm cái gì? Bấm bên ngoài vẫn được nè, bấm nút home vẫn được nè. Sử dụng cái khóa công nghệ này để di chuyển. Giờ chỉnh cái này là chuyển qua nó dạng cửa sổ được không ta? Bây giờ thì không thể vô setting được luôn. Có khi nào tự nhiên bị lỗi bớt không? Bây giờ không bấm gì được hết, chỉ có văng ra ngoài được à. Không cho tiếng, không có quay được đâu hết. Bấm giữa mà. Nên có kêu vô lại luôn hả? Bó tay nghe mày. Về để cửa sổ này đi cho dễ nhìn. Nó không có chế độ mà full game luôn, không có chế độ mà borderless window á. Full game gì rất là khó chịu, khi tôi ra ngoài cái là nó bật xuống à. Game này chắc nó cũ quá hay gì, mới ra 2-3 năm mà sao mấy công nghệ nó lỗi thời quá. Mà rồi tạm thời gì đi. Đây nãy tự nhiên thì nó nhảy, tôi đang nhét cái chìa khóa này vô thì cái này nó nhảy ra, nó gầm cục dây vậy. Ở đây có 8 cái nút, bên trái, trái 1, trái 2, trái 3, trái 4. Thì vậy là mỗi cái nút này nó tương ứng với cái này thôi.
Như tôi mở cái cuối cùng đi, trái 4 với phải 4. À, ông bên phải là lại khác nè. Cái này thì chắc ăn là màu vàng rồi đó. Ủa, hai cái màu kia của tôi đâu rồi? Rồi nó dục ra ngoài đây nữa. Bên đây có liên quan vô. Cái này hình như nãy chúng ta giải rồi là nó không có vô được nữa. Chỉ mới biết là cái này màu vàng thôi. Thì bây giờ cái thứ ba, cái bên phải nó không có logic nên thử cái bên phải trước. Cái ba nè, cái bên trái ba nè. 1, 2, 3. Nó chỉ có đỏ, xanh dương, tím, xanh lá. Cái màu này là xanh dương hay màu tím vậy? Thì đã bấm xuống rồi là không bấm xuống được nữa. Ồ. Màu hồng hay màu tím, thực ra là tôi gần như bị mù màu luôn. Vậy là chỉ cần lắp vô bốn màu chứ không phân biệt chỉ cho nó, hay là tôi ăn hơn. Bây giờ mình mở ra không được, còn nó thì đã báo chỉ có xanh lá đúng thôi. Khoan khoan khoan. Bây giờ chúng ta có 2, 4, 6 dấu ít, 4 cái màu vàng, 4 cái màu trắng. Cái dưới là di chuyển. Cái trên là di chuyển theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ. Cái dưới là theo chiều kim đồng hồ, cái dòng ở trong. Hiểu rồi. Nhiệm vụ của mình là đẩy cái cục xanh lá này vô được cái dòng này là được rồi. Cũng đơn giản, đẩy này xuống đẩy ra là xong rồi. Đơn giản vậy thôi đó hả? Thì nó tự mở ra bằng cái khinh khí luôn nè, từ trường vậy nè. Một cái dĩa. Đây, nhẹ nhẹ tay thôi bạn ơi. Này kiểu như mở cái mà viên bi của con chuột bi hồi xưa. Thì đây là cổ máy là phá vỡ trọng lực. Rồi, hết vô. Hết chapter. Lại một cái hòm mới được gửi cho mình. Hết cây khó thì giờ tới nhân viên chủ cái tiệm mà bảo tàng á. Cảnh báo nè, có hai cái mảnh. Trong cái thùng này có hai mảnh rồi. Ghi chú là hai tầm rồi. Hai tầm cho hai cái chìa khóa. Cái khóa này mở làm sao?
057818. Số này có ý nghĩa gì không? Nếu có ý nghĩa thì có rất nhiều cái số xung quanh luôn. Tôi chỉ thấy cái số 411 ở đây thôi. 381108. Cái này chắc địa chỉ. Ngoài sao cũng không có ghi cái gì hết. 1 2 4 4 5 6 7 8 9 0. Đây 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 có cái bếp này nè. Vì là chìa khóa dùng ở đây. Chắc chìa này. Một cái ngăn ẩn. Kéo xuống rồi chứ. Đó. Chúng ta mở cái bên đây. Mở cái bên đây xong rồi dắt hai cái lẫy mới đẩy ra cái được cái đó. Bây giờ là hai cái chìa khóa là cái chìa này đó. Tôi nghĩ chìa dẹp là chìa này đó. Phải hai chìa mới được. Tiếp tục máy lên. Tôi còn cái máy này hồi nãy nó bị lỗi nè. Tôi chả biết cái máy này là cái gì luôn. Chưa biết cách xài nó như sao. Ra cái thẻ đây mở cái live stream coi cái. Đây chúng ta tiếp tục. Ok. Thiết kế đồ đạc mà gửi cho mình kiểu này. Kiểu này shipper sao cháo hàng được ta? Shipper không cháo hàng được luôn. Thì một cái như cái phễu vậy, như cái lọ. Có khi đây là cái bình đi tiểu của mấy anh người ngoài hành tinh chẳng hạn. Mini camera dùng để mà chi gặp vào mấy cái dùng ẩn ẩn đó thôi. Đó, tôi nghĩ là gì nè. Không được luôn hả? Không được rồi sao? Mình sẽ sửa nó sao hả? Cầm lên cũng không được. Hiện tại nó không cho mình tương tác đâu khác thôi. Rồi ở đây mới được. Cái dạng là như cái máy nội soi á. Bên này là có thắng cái lẫy nè. Thì nó bị gãy cái chốt này. Hết đường đi rồi. Chóng mặt quá anh em ơi. Nếu như đối xứng với chốt này thì là 1 2 6 8. Bài 680. Đây 1 2 6 8 9. Đúng mà ta. 1 2 6 8. Giờ phết luôn đi. Nhưng mà tại sao? Cái máy này nó có chức năng phết không? Nè. Nó là một những cái ô vuông màu sáng chứ không phải là những cây đỏ nè. 1 2 6 8.
À, mình sẽ bấm ở ngoài. Cái này là mình bấm ở ngoài là nãy tôi thử lại nè. Tôi thử lại là 2348 là không đúng nè, cái ban đầu ghi là 1268 là đúng rồi. Đó. 1268 là đúng rồi. Trời ơi. Đáng lẽ mình nhìn cái góc này mình đích bên đây thì nó cũng được đi, nó phải bắt hành động kéo thả vô nữa. Rồi bây giờ đúng rồi, hết rồi làm sao? Không thể đi được. Dưới này còn gì nữa nào phải không? Không. Bây giờ cái bình này nó chỉ có nhiêu đây thôi. Mình phải tìm cách mở nó ra. Nếu như gì không được thì tôi sẽ chọn lại đối đập của nó. Trời ơi. Hóa ra là chơi cái trò này ông nội ơi. Tự nhiên nhìn thấy cái bút bi thì tôi mới chợt hiểu ra. Xong lấy điếu thuốc nó nhét vô. Cái này giống như bình oxy vậy ta. Anh em nãy nhìn cái màn 1 mà anh em nhớ có một điếu thuốc không? Sang màn 2 nó thành tay hai điếu thuốc. Thì đúng là con game này mất cái gốc à. Miếng lót chuột thì nó bẩn thôi rồi luôn. Hơn cái nồi giá nữa. Cái này để sử dụng cho cái máy trọng lực nó mới ghi gì đó sao mà biết. Bây giờ thu được cái máy trọng lực vô đó phải làm sao? Thì có cái miếng kim loại rất là lớn thì nó chen giữa góc chết nữa. À đây đây đây, nó đã bị phá rồi. Bên này mình có thể mở được. Thì có thể đẩy, đẩy cái này để làm cái gì? Đây có một cái vạch này à. Hiểu rồi. Cái đó là như một cái mỏ neo. Xong. Như một cái cuộn bí thư á. Đây giống một cái bản đồ hơn. Thì không thấy tương tác được. Đây đường nè, đường nè. Tin nhắn gì đó. Thì hiện tại mình không tương tác gì được hết. Cái này nó vẫn bị phá. Cái gì vậy? Tự nhiên có cái cây gì đây vậy? Quát.
Cái dinh dưỡng nó có cái gì đâu. À hiểu rồi. Không, cái này là cái đầu tiên là cái thành trụ. Nó lắm hình được á. Cái này phải hình trụ không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thì bây giờ được cái hình trụ, chúng ta sẽ đi tiếp tới cái hình cầu. Ba thôi. Nhưng mà xây nó thì xây sao? Xây nó thì còn quái lực được với nó. Này 4 rồi nè. Con này là yoga thôi. 3 là đúng nè. Tam giác tròn. Ủa? Rồi, cái này nó xoay được 360 độ, 720 độ rồi. Mở cái mỗi cái tu vít mà làm gì đó. Cái này tôi nghĩ đâu phải hai cái. Ở dưới, ở trên dưới điều chỉnh được thì sao biết chỉnh theo cái gì? Dấu hiệu gì không ta? Đây, ở trên là một cái mũi tên qua trái dấu chấm, mà tôi không có biết là cái hướng này nó tính theo cái này hay là cái kia luôn. Còn ở dưới là bên phải ba vạch, bên trái một chấm, bên phải ba vạch, bên trái một chấm, đều là mũi tên hết. Chấm trái, hai vạch trên, phải vạch dưới. Sai rồi nè. Đây là tôi sai nè. Dịch trên bên phải, một dịch dưới bên trái.
Đó, vậy mới đúng. Rồi, chúng ta tiếp tục nghiệp rồi. Tới sau này. Ồ, nó như một cái màn hình vi tính vậy ta. Tại cái gì nó đây? Đây 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 đây, tôi hiểu rồi. Cái hình đây nè. Một cái tròn lớn, hai cái chấm. Thì bây giờ đưa cái con góc này nó hơi lệch lên chút so với cái vật này. Hai chấm nhỏ, một cái chấm. Không không. Như gì cũng không. Sao mà nó dậy gì càng không nữa. Nó xe nhanh quá à. Tôi không có điều khiển được. Được rồi. Thì mình chỉ có hai ba trường hợp thôi, nên để thẳng trường hợp này trước nữa đi. Ủa, hết sai được rồi. Vậy đây là cuối cùng à. Chúng ta đi từ từ. Đầu tiên, như thế này là có khả năng nhất. Gọi là trường hợp 1. Trường hợp 2 như gì thì nó hơi lọt. Cái chấm này hơi lọt. Nhưng mà vẫn có khả năng là đúng nha. Tôi nghĩ cái trường hợp 2 này nó gần đúng hơn. Đây là nó ba cái chấm này mà. Rồi qua bên phải thôi. Ủa, ba cái chấm này nó lớn nhỏ không đều nhau hả? Tua từ góc đó đi. Đây. Nhiều giọng dữ vậy ta. Bây giờ mới hết nè. Như thế này vẫn lệch. Không luôn. Cái chấm này thì nó thuộc cái dòng này rồi. Thì nó chỉ là cái chấm này thôi. Bây giờ đó đó vãi đái quân lừa đảo. Ủa, chụp tấm hình này đấy lũ đạn con game làm chỉnh theo cái hình chưa. Rồi, chúng ta tiếp tục quay lại.
Hàng gì thấy nó khá là phi logic. Đây, đi từ cái bên trái trước. Thì cái chấm tròn này nó sẽ nằm ở dưới. Chúng ta quay về góc trước đi. Cái tròn này ở dưới thì cái chấm thứ ba này nó sẽ là cái này, nó cần phải nằm ở đây. Lệnh luôn, không phải. Đó gì đúng nè. Nhưng mà tôi canh thẳng thẳng hàng cái đó. Để cái hình này lừa đảo. Xuống chút nữa. Đó, chút xíu nữa. Rồi, ok. Đâu qua cái ba cái hình này. Thì đi về góc trước đi. Thì cái ô này nó sẽ nằm ngay chỗ này. Vừa chạm vào cái nén nó luôn. Chỉ cần bắt một cái rồi xây những cái lại thôi. Chỉ tốn thời gian chứ không có khó. Như thế này. Không đúng. Như thế này. Cũng không luôn. Như thế này cũng không luôn. Như thế này đúng rồi. Rồi đó. Chú khoảng bọn quản sĩ sổ họ không ạ? Đó giờ mới gà qua cái này nè. Liên quan quái gì đâu. Rồi bỏ vô cái bình đó, nhét vô cái tàu vũ trụ. Trong cái tàu vũ trụ lại có một cái tàu vũ trụ, chiếc ghế điều khiển đó, một cái tàu không gian chưa từng thấy nó trước đây. Chúng ta qua chương 3. Thì game này cũng tạm tạm thôi, tôi chưa thấy có yếu tố gì gọi là quá hay. Manh mối thì nó để đầy đủ hết, chủ yếu là biết tìm là cái quá trình giải đố nó không có khó gì luôn. Khó là khó cái tìm ra mấy cái cơ bản. Có năng lượng lớn, sử dụng cẩn thận tí. Có cái gì đó đây, một cái lại, một cái kỳ. Cái kỳ này thì đương nhiên là mở trên giữa. Một cái kim tự tháp 3 tầng. Một cái kim tự tháp nhỏ 3 tầng. Một cái giúp bức ảnh ghi chú. Thì nó ghi là mật khẩu thôi. 47 thì cái số này đương nhiên là 2 rồi. Đùa nhau à. Nè 1 đây thì 2 ở trên. Nhưng mà cái vòng tròn là để cái ly cà phê lên đúng không? 237. Thực ra đã chia như vậy thì chia hết tất cả các số luôn á, nó hay hơn. Một cái số để dưới, một cái số để trên thôi. Một hòn đá nè. Ông này chơi đồ cái gì mà cái thứ rưỡi ba cái tầm bậy đây vậy ta. Anh em nào xem phim Đêm Nói Chuyện Bảo Tàng chưa? Có hai phần, phần 1 hay nhiều, phần 2 nó dở nhiều. Tạo lên hình tròn thôi.
What? Đồ vật trong này cái nào cũng biết bay cho nó. Thì chắc là để kim tự tháp vô không? Không. Bây giờ mình phải chiếu chiếu cái tia laser sao? Cái trên cùng chỉ chiếu được hai cái thôi. Một, hai. Rồi, hiểu rồi. Sao nó chiếu được đây? Nếu cục đó xây được thì cục phía bên kia cũng phải xây được. Vậy là cái cục nhỏ này luôn luôn đúng, tại vì nó chỉ có thể chiếu vào đây thôi. Rồi, ok. Hai trường hợp đúng thì thử lại trường hợp thứ ba. Chóng mặt quá đi. Rồi làm gì đó. Đây như một cái bảng vậy. Chúng ta còn cái nút phá đây 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 đây. Xanh xanh, đỏ tím xanh lá. Làm đỏ tím xanh lá. Tôi nghĩ là đã giải đây đúng rồi đó, nhưng mà chắc giờ chưa giải được đâu. Này như có thể mở ra được nè. Cái đá đảo nha. Chả biết là vô dụng nhưng mà nó rất là đẹp. Hiểu rồi, mình phải chuyển cái đường này đi nó lên đây và nó qua đây. Đầu tiên là cái một là phải con cái lên cái xuống. Đầu tiên thử cái này trước. Cái này trước là loại bỏ nè, tại vì không có điểm xuống. Cái này cũng loại luôn, hai cái loại. Cái này có thể loại. Loại. Có thể, một cái có thể. Hai cái có thể. Ba cái có thể. Từ đó. Bây giờ giải từ trên xuống thì nó dễ hơn á. Xong rồi, phải không?
Tại vì trên xuống chỉ có một đường này thôi nên nó bắt buộc phải đi qua cái đường này. Cái đường này thì chúng ta có thể đi thẳng lên rồi qua một ô. Mình thử với tương đối với ba cái trường hợp ở dưới là ra. Rồi cứ gì vậy đây. Không được, không được luôn. Khoan khoan khoan, cái này nếu xây qua một ô vẫn chưa được. Cái này là lỗi. Cái này là lỗi luôn. Cái này là có khả năng được. Một hai. Một hai. Cái này thì không được. Hai cái nó đối diện nhau là không được. Tiếp. Cái này lỗi luôn. Cái này lỗi luôn. Lỗi luôn. Cái này có khả năng. Cái này hình như nãy là tôi nhầm qua cái này một lần đó. Vậy là chơi phải có 9 trường hợp để loại lẫn nhau nữa. 3x3 có 3x2x2. Bây giờ làm gì, mở được cái này ra. Cái này là đưa nguồn sáng đôi vô hay là đơn vô? Vậy là ánh sáng nó phải đi qua tất cả những điểm đó. À không, đút mấy cái điểm này vô trước đã. Điểm dập ba ở dưới à? Không phải, không phải. Có đường ra ở đâu không? Chúng ta có 3 điểm sáng nè, coi như cái điểm này điểm cuối đi. Còn điểm nữa đâu? Điểm nữa ở đây. Cái điểm này bắt buộc phải nằm trái trên này. Rồi sau đó nó sẽ dẫn xuống, nó truyền qua phải. Đó. Không, nó truyền qua luôn. Ánh sáng nó cần vô đây không ta? Tôi nghĩ là không cần vô đâu. Xong rồi nè. Rồi, đủ không? Đủ luôn rồi. Cái này nó dễ quá, nó cho trống với hai ô nữa. Nếu như cho trống một ô thì nó khó hơn. Khi nào dùng này không? Cái hình vô cực chúng ta mới lấy được cái gì nào. Ủa luôn, mất tiêu luôn rồi. Cái máy hình này cái quái gì nó cũng in được em không.
Rồi rồi, xây cái cục này. Ủa sao bên đây xây không được? Lá trên rồi thì tím dưới. Chỉ xây được một bên thôi. Này nó có liên quan gì không ta? Xanh lá tím đỏ hay xanh dương? À, nó hiện nè. Xanh lá bên phải, tím bên trái. Xây làm sao thì cái kia nó vẫn màu đỏ thôi. Sao giờ xây được hai cái nè? Con game đùa nhau à? Nãy giờ tôi bị bết hả? Xanh lam tím. Tới cái đỏ anh phải. Hai cái xanh dương bên trái bên phải. Ủa sao lấy sai? Rồi đi ngược từ phải qua trái. Hồi nãy bà bị cái lỗi bớt gì đó. Cái cục bên trái sai không được. Nó làm gì đây? Bụng không? Bụng không? Năng lượng ở đâu ra? Nó chơi mạng nó nghĩ ha. Game này cũng tương đối không quá hay cho lắm. Mấy câu đố nó không có logic mà chủ yếu là đút vô thử sai là chính rồi. Có thư không? Tới ngày 12 nè. 1359. Ok. Nhập từ đâu mới là vấn đề. Bạn có tờ giấy, có tờ giấy. Ngàn kéo đã mở nè. Không được có gì. Chả có quái gì vậy nè. Vậy là phải đút cái gì đó vô đây. Đẩy vô luôn chứ không phải là mở ra. Mở ra nó là như thế. 47861. Ủa? Cái đó A hay là 4? A7861. Một cái sợi dây gì? Đây là hòn đá sức mạnh. Chúng ta bắt đầu chương 5. Cái vật thể này có vẻ nhỏ. Có cái vòng tròn là dấu gạch tới chưa? Kéo ra không được, nó đã bị khóa. Ở bên này nó có cái nút nè.
Thì tìm được cái mảnh bên trái. Nhận bản nó ra. Tại đây nó có hai nút lận. Trong này mọi thứ nó đều biết bay không? Số lượng trước. Cái hình trụ. Một hai ba đủ giờ là đủ rồi. Không, hình trụ nó to lắm. Nếu như cái hình này không, chỉ cần cái đáy nó hình vuông thôi. Tôi nghĩ lựa chọn gì là ra luôn rồi đó. Đó. Đấy. Chơi như sợ Rubik trước mặt mình nhé. Ngoài là hai, ở trong là ba, trong nó là một, ba. Không, phải rộng một cái nữa. Cái này 1 2 gặp được rồi. Đây cái này mới được rồi. Ô này được chưa? Ô này. Ok chưa? Cho mình cái gì nó đây, cũng phải ra đang à. Dùng một cái nhẫn. Như này thì không tương tác nữa. Chỉ có thể là ban đầu mình đủ manh mối giải cái câu dưới luôn đó. Ôi ơi, cái này tháo ra cái một, tôi tưởng là nó rơi xây xây. Cái này thì chưa lắp vô được. Không tại đều nhẫn chứ mà. Mỗi người chơi dây chuyền thôi mà nó vẽ vời ra những thứ như thế này. Cái này hình như không phải chơi dây chuyền anh em ạ. Này không? What? Mình không có xây được.
Cái này 4 lận. Hiện tại cái này chỉ có 3 thôi. Tôi nghĩ là chưa giải được đâu. Một cái gạch ngang và một cái gạch dưới. Gạch ngang bầu, gạch ngang bầu. Cái này có gì nè? Ký tự gì ở đây? Đơn giản. Gạch ngang dưới tròn, gạch ngang dưới tròn, ở dưới này là gạch ngang tròn trên. Nhưng mà làm sao biết thứ tự để sắp xếp nó được? Thực ra cái câu vừa rồi tôi chưa giải xong đó. Tự nhiên nó hên hên nó dính luôn. Có bốn cái trong cùng là cái hình tròn đặt ruột. 1, 2, 3, 4. Không, 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 không. Đây, cái này chính xác hơn. Cái dòng nó có phiết ở đâu nữa không ta? Dòng một phiết. Cái này tôi nghĩ là cái bo ở ngoài. Hai đường gạch đối xứng. Cái này là một gạch. Một gạch hướng này. Ghép vô, có thể đúng cái hình tròn. Ok, đúng luôn. Có một cái vết vỡ ở đây à. Cái máy này không vô được. Chúng ta đã hết tương tác rồi. Gì đây? Ơi ơi ơi, đừng nói là cái mặt nạ nha. Cái mặt nạ phòng độc hả? Mày phải trả tiền cho tao. Có tấn công, có tấn công. Cái tiếng nó chối tai rồi luôn á. Rồi, chúng ta bị tấn công, mất tín hiệu. Người ngoài hành tinh bị người ngoài hành tinh tấn công. Thì trong mắt người ngoài hành tinh thì chúng ta cũng là người ngoài hành tinh thôi. Chúng ta đã xong cái chương 5 thì chắc ngừng tại đây thôi. Chơi game này tôi thấy là không tệ nhưng mà cũng không quá mức ấn tượng. Thì tiến trình nó được lâu rồi. Bye. Thì trong thời gian rỗi rỗi mà ngồi chơi văn phòng thì chắc tôi sẽ chơi tiếp game này. Tuy là dễ đố nhưng mà rất là đơn giản luôn. Hầu như chưa thấy tí gì khó khăn ngoài cái lỗi bết đầu tiên tôi gặp đó nha. Cái này là tôi nhớ theo cái lực của Steam là nó không có được đưa những cái link dẫn trực tiếp vô đây đâu. Thì nãy giờ tôi tắt Steam Overlay đó nên không biết có đạt được thành tựu gì không. Đây, coi thử rồi. Luôn game này chả có thành tựu luôn, thiệt bó tay. Thì có thể 2 cái năm trước là anh ấy dev con game này á, đầu tư rất là nhiều tâm huyết nhưng mà cái bước làm thành tựu rất là khó nha. Thì hồi đó khó thôi chứ bây giờ thì có mấy cái API đơn giản có thể làm được đó. Nó thì quá là đơn giản đi, mỗi câu đố chỉ cần xoay tới xoay lui rồi xong.
kết hợp với cái tool công cụ 3D camera và cái chìa khóa là hết. Thì công nhận là dễ thiệt. Mà tôi không biết con game này nó dài bao nhiêu nữa. Thì chúng ta nãy giờ lướt lướt sơn phát là 5 chương rồi. Con này game nó giá nó giảm rất là sâu nha. Thì đợt giảm 20 tháng 4 nè. Mấy cái này nãy giờ tôi đã qua rồi. Thì game này không tệ, nhưng mà cũng không đến mức là rất là hay. Tôi chỉ nó ở mức chấm nó khách quan một cách ấy, thì nó khoảng 7 điểm thôi. Tại vì bên đây có ba công cụ à, mình đã dùng hết ba công cụ luôn rồi. Thì nên cái độ biến phá gì sau đó, game á, tôi nghĩ là không còn nhiều nữa. Thì con game này tôi cũng sẽ chơi tiếp nhưng mà chưa biết khi nào thôi. Nói chung là game tạm tạm ổn. Thì cũng tranh thủ lên SteamDB coi có game gì mới nữa không. À, để trong wishlist tôi có con game này khá là thú vị, nó vừa mới sale nhưng mà tôi sẽ không bấm vô đâu. Đây, con Glow Me Down nè. Thì đây là một con game 18 cộng. Nó dạng game nông trại hay là cái gì đó, tôi không nhớ nữa. Có một thanh niên kia giới thiệu cho tôi thì tôi tìm hiểu thông tin đó thôi. Nhấp miếng nước rồi. Tại vì con game này mặn lắm. Nhấp miếng nước trước rồi nói. Rồi, ok, hello anh em. Thì con Cloud Mi đâu này, nó rất là mặn, nó hù hào thế loại mà cái thập cẩm cái gì cũng có nha, hentai nè, LGBT nè, thì nói tới cả là sết thú nữa, người thú mà thú thì đủ loại luôn nha, người khổng lồ thì người có sừng thì da lông gì đủ hết, anh em có thể là bành phập thoải mái luôn á. Thì muốn coi chi tiết thì anh em cứ xét cái tên game dán vô Steam, chọn cái ngày tháng năm sinh đủ trên 18 tuổi là coi được rồi. Tại vì tôi không có tiện đích vô, nó có quá nhiều cái tab mà nhạy cảm ở đây nè. Thì đây là con game cũng đang sale nè, nhưng mà nhìn cái game này á, thì tôi rất là thích luôn, nhưng mà cái phong cách đồ họa này thì tôi vẫn đang ngán ngán. You found it. Oh, my journal, my drawings. These pages are old, Mom. Anh em xem trailer thấy thử phong cách đồ họa với cách kể chuyện của nó rất là hay không? And before, I was just a strong-shouldered farm girl once. Đó, đồ họa nó là hình giấy thôi, mà giấy là 2D dễ tay luôn. But what about when? When the Gorgons came? Yeah, and you saved the town. Well, we fought the Gorgons together. Your father was there. We were kids. He was shy, bookish, cute, of course. But that day, he did magic. So I was a warrior. Folks called him a mystic. Mọi cái thứ mà đồ họa trong này đều mang đến cái cảm giác là vẽ tay toàn bộ luôn. Đây cũng là một điểm cộng mà cũng là một điểm trừ đối với những người không thích cái phong cách đồ họa này. And you met Holden? Oh yeah, some hunter's kid. Your father liked him, and that made three of us. We. Then you were called heroes. You make choices. Thì cái cả cái phong cách kể chuyện nó cũng là làm cái ô mà đồ họa, nhưng mà một bức tranh nhá. Thì thể loại thì nhìn rất là thích, trôi bay, trôi bắt master nè, bạch thi master, bạch thi master cái thẻ này như thẻ mới nữa nè. Tại vì lúc trước làm gì có thẻ này đâu. Nó là tách riêng hai thẻ mới đúng nhá. Thì giờ cốt truyện nè, thì nói chung là game này thì gameplay là tôi thích đó, nhưng mà phong cách đồ họa thì được rồi, cũng xưa giờ cũng ít chơi mấy thể loại mà đồ họa theo cái phong cách là vẽ theo xu hướng phương Tây, cả cái bản đồ nó cũng vẽ theo kiểu đó nữa. Cái này thì được, nhưng mà qua đây thì thấy kỳ kỳ. Nói chung chơi game thì mình cũng phải ngắm một phần, tuy không phải là quá đẹp nhưng mà cũng phải chỉnh chu tí. Thì nếu nó giảm giá sâu hơn nữa tôi sẽ mua đó. Hiện tại thì cái mốc giảm cao nhất của nó là chỉ là 20% thôi, nhưng mà trước đó thì nó chưa tăng giá, bây giờ nó tăng giá rồi nên giảm 25%, nó vẫn cao hơn cái giá hồi xưa. Thì mức trên lại này cũng không nhiều. Thì con game này nếu như tương lai có chơi thì sẽ mua, tại vì mua về thì tôi cũng không chơi nó đâu, xếp cái mức ưu tiên của nó cũng không cao. Citizen Sleeper này, con này tôi mê lâu lắm rồi, nhưng mà nó kể chuyện nhiều lắm, chứ phong cách nó là phong cách chơi trên bàn nên cũng lười. Đây cũng là con game tương tự nữa nè,
Game này dạng visual novel mà trinh thám điều tra. Game này đục dữ nhiều, cái nặng đầu lắm. Giá nó cũng cao nữa nên vẫn đang cân nhắc rất là nhiều. Cho đến giờ thì vẫn chưa quyết định đâu. Đây, một con game tôi mới thêm vào đây. Thì con game này tôi đã mua rồi luôn rồi. Nên khi nào chơi thì sẽ vô chơi thôi. Phân vân hoài cuối cùng quyết định chốt là mua luôn. Khi nó đạt cái mức giảm giá thấp nhất rồi. Con này thì đồ ảo như con nãy vậy đó, nhưng mà nó dị hợp hơn tí, với không có mang hơi hút dễ tay nhiều, với nhìn nó dị dị nên tôi mua đại. Chế đồ họa này tôi cũng không thích cho lắm, rất là hỗn loạn nhưng mà gói gắm luôn, nội nhìn cái đồ họa nó thấy nó rồi. Vị thanh niên này tên gốc à, thích quá. Mấy cái này là sao tôi cũng không biết luôn. Để tôi coi thứ đây. Tiếp là con game này nặng 5.13 GB. Thì khi nào muốn chơi thì tôi sẽ tải. Tôi cũng đã thêm nó vô mà cái danh sách yêu thích rồi. À, bét chưa update nữa. Đây nó đây, GL, cái logo rất là đơn giản. Thì thay đổi nó vẫn là thẻ bài thôi. Thẻ bài nhưng mà nó go like không. Nên có điều kiện thì tôi sẽ chơi. Còn con này là ấy khá lạ đây. Này gì đây? Này vẫn để tôi nó vô ạ cho nó thêm đó. Thì giả lập cuộc sống xây dựng thành phố thì nó mê mấy thể loại xây dựng nữa chơi có mà combat đánh nhau rồi nhìn như đồ chơi búp bê chứ. Con này cũng khá khá thể loại đó, nó chơi thì để tôi mua cho nó, giá không rẻ, mua cho nó là tôi đòi tiền nữa thôi. Sao mà mới vô nhìn thấy đánh giá này, một cái chơi rất ít, một cái chơi rất nhiều. Rồi, chúng ta đã có game world đây. Thì con này nó cũng mà dạng thủ thành thôi, tôi cũng muốn chơi nó lắm, tôi cũng vừa mua một con thủ thành rồi nhưng mà chưa có thời gian chơi. Thì tôi vẫn muốn là làm một con game thủ thành nữa, tại hồi xưa mà chơi cái thời World Cup 3 rất là thích mấy dòng game thủ thành nên ước muốn cũng muốn làm một con game như vậy. Thủ thành thì nó không quá nặng gì đồ họa, nó cần là sự tính toán và phức tạp thôi, chứ mà điểm sáng tạo trong cái gameplay. Game này trông đơn giản vậy mà cũng được hơn 200 lượt đánh giá nè. Giá game thì nó cũng mới tăng gần đây rồi, lúc trước thì khoảng 100.000, giảm 10% còn 90.000 đúng đó. Mà bây giờ thì nó đã lên rất nhiều, chắc là kết thúc giai đoạn Early Access thôi. Đây, Early Access nó vào ngày 24 tháng 5 năm ngoái, là tầm này năm ngoái đó. Thì nó cũng hết giai đoạn Early Access gần đây. Thì tôi coi thử cái lượt đánh giá nó làm sao, giá game nó cũng tăng rất là nhiều đó, lúc trước là khoảng trăm bây giờ nó lên 160 rồi, tăng rất là mạnh luôn nha. Thì lượng người chơi thì lúc mới ra mắt kết thúc giai đoạn Early Access thì vẫn rất là cao, tôi nghĩ họ bán cái này được hơn 1.000 bản trong vòng mấy ngày á, thì sau đó con số nó tụt dần tí nhưng mà chưa đến mức là đít đâu, mức này vẫn rất là cao nè. Con game chỉ không giữ chân người chơi được lâu thôi chứ thực ra game nó cũng tương đối đó. Chắc tôi cũng đọc qua vài cái bình luận coi chủ yếu mấy cái ý kiến trái chiều thôi. Có lựa chọn phần thưởng nè, khoảng 120 giờ chơi hả? Ừ đúng không, rồi cũng được, con game này tôi sẽ cân nhắc. Lúc chơi lúc viết viết cái mà review này thì anh niên này đã chơi được 12 giờ rồi, sau 26 giờ chơi chơi tiếp nữa mà vẫn không đổi đâu, đồ họa rất là đẹp.
Không phải là cái màn hình chạm đâu, cái giao diện UX UI này thì nó mang đậm cái chất trên máy tính bàn hơn. Một vài cái chủ thì do cảm giác rất là yếu và nó rất là chậm. Thì đây chính là cái yếu tố cân bằng game nãy tôi nói đó. Thằng sao mà bất kể mấy cái chủ nào cũng không có cảm giác bị loại bỏ, nó rất là khó khăn luôn. Mình cân bằng làm sao mà nó vừa có độ khó là vừa phát huy được thế mạnh của tất cả mấy cái loại chủ với mà quái nữa. Thằng thanh niên này chắc đòi khó hơn. Thì còn một con game thủ thành nữa tôi rất là thích, nó là cái con mà Tiny Tactics. Con game này giờ nó giảm giá như thế gì đó, giá game chỉ còn có mà 60.000 à, cậu giảm 50% luôn mà. Anh em thích thì có thể thử qua này, thì tôi cũng muốn thích con này hơn. Gần đây nó bị đánh giá mấy xịn rồi, thì đo gì cái UX UI. Thanh niên này là chưa biết chơi đâu, đánh giá này đánh giá tầm 7 thôi. UX UI con game này cũng tạm được chứ không có tệ, đơn giản là gì nó không có nhiều luôn. Thêm cái nữa là tôi xài phím tắt rất là nhiều. Thì con game này tôi đã từng chơi ở cái video đăng lên rồi đây, anh em nào muốn thì có thể xem qua. Thì lúc mới ra thì trên VOZ thì cũng rất là chuộng game này, tôi đăng lên cũng có nhiều anh em chơi rất là nhiều. Đây, như mẫu video này đi. I'm very curious if a AAA dev picks up this shit Sao có giọng của Lee Gitt đây nữa and là adds chắc to lúc the đó tôi hype. vừa coi sợ chim vừa chơi á. But this would make a Thì anh good em để level ý cái 2 bên trái nè, Warhammer. mỗi cái quân lính á I mean, nó sẽ this vừa would có make tộc it vừa so có hệ luôn, viable. Flame wave, everything. Honestly, cái everything. tộc nó trên cái hệ nó dưới Wait, the size of đó. Như cái tôi lên chút này đây nè, nó vừa có tộc vừa có hệ luôn, gọi là cái class cũng được nữa. Thì anh em nào chơi auto chess hay là cờ nhân phẩm hay là ba cái gì mà trên liên minh huyền thoại cũng có cái đấu cờ với nhau á, gọi là cờ nhân phẩm mà tôi chứ quên tên nó mất rồi. Thì anh em nào đánh cờ nhiều á sẽ biết này, nó kết hợp 4 lát với nhau thì 2, 4, 6 lát, 3 lát gì đó với nhau thì nó sẽ tạo ra thêm cái thuộc tính mới. Đó. Như Axie này thì đủ 2 con thì nó sẽ tăng cái tỷ tỷ ghét, đâm ghét gì lên. 4 con cũng gì luôn. Chopper thì nó sẽ tăng cái kích được cái khả năng đạt 7, 7 mạnh hơn, rộng hơn gì đó. Như Bomber này thì đánh chón, Scout thì được 4 con thì nó sẽ tăng 1 đánh. Scout này là dạng như gián điệp á. Thì tương tự dưới luôn, Degui là tộc người rừng, khi đủ 2 con thì đánh nhanh hơn chẳng hạn. Thì cái tộc cái hệ này cho một con game mà dạng như mà Tower Defense nó rất là hay. Thì tôi cũng muốn xây một con game thủ thành, sau này làm một con game thủ thành thì nó cũng phải ít nhất là cũng phải như vậy, chỉ kết hợp mấy cái yếu tố này. Thì thay vì mình cân bằng game khó quá thì mình cân bằng vô cái yếu tố này nó sẽ dễ hơn đó, ép buộc người chơi phải bui theo một cái phong cách chiến lược riêng của họ. Con game này tôi không có thấy cái yếu tố đó, chứ có là tôi quất liền rồi. Thì đồ họa con này rất là đẹp, không phải đẹp mà nó dễ thương. Mấy cái nền thì hơi khó nhìn chứ tí thôi, chứ game thì chơi vẫn ổn. Ồ, màu nó rất là chói chang luôn. Tôi nhìn cái upset này là tôi biết cái kiểu mà chấp vá lấy ngoài vô rất là nhiều. Được, game này cũng được, thì tôi sẽ mua nó sớm muộn thôi, cũng lâu rồi không có chơi mấy game thủ thành nhiều. Rồi, chắc hôm nay gần tới đây thôi, 10 giờ rồi. Cái demo của game gì nó đây ta, lỡ rồi coi nó không phát luôn đi. Thì Marvel Guardians of Galaxy nè. Thì phim nó đang chiếu gặp thôi, nên bây giờ hãng người ta hạ giá cái bản game này xuống.
coi như là kích cả là lợi của đầu đường á, quảng cáo đôi bên á, thì game này không tệ đâu. Game này có thể nói là hay luôn á, nhưng mà nó rất ít người chơi do quảng cáo không nhiều, mặc dù game nó hay. Thì lúc mà ra cái đoạn trailer mà chọn khiêu bắn bắn nhảy nhảy tưng tưng có thanh niên mà tù tù á thì ai cũng chơi hết, nhưng mà lúc mà ra game thì đánh giá rất là cao, người chơi cũng rất là thích, chỉ là nó không được quảng cáo quá nhiều. Nên em lượng nhìn cái lượng đánh giá 93% luôn nè, đủ thấy chất lượng game rồi. Game hay giá rẻ nữa nhưng mà lại rất ít người chơi, khá là tội nghiệp. Thì con này tôi chơi là trên cái Xbox PC Game Pass á, cũng được một thời gian rồi, rất là ấn tượng. Chỉ là cái con gấu trúc này, con chồng hôi hay cú mèo gì đó, con này là con gì quên tiêu rồi, nó nói nhiều quá, dịch theo không kịp, đọc cũng khó hiểu nữa, nên không có theo được kịp cốt truyện đó, thành ra chơi lúc đó cũng hơi chán chán tí. Còn con này để coi tôi chơi được không, tôi quất luôn ơi. Thì đang Early Access, mấy game này online bắn súng PVP thì tất nhiên là hầu hết là miễn phí, không miễn phí thì chắc cũng không ai chơi đâu. Nhưng mà cái đồ họa nhìn sơ phản gì nè, không phải bắn súng. Con này là con gốc định thứ nhất thể loại sinh tồn, sử dụng căn cứ chống lại những bầy quái vật ngoài hành tinh thôi, thu nhập các tài nguyên chế tạo tạo cái máy công cụ sinh tồn, gửi đi những tín hiệu cầu cứu. Còn này chắc tôi sẽ coi thêm thông tin để chơi thử. À, không thấy cái yếu tố mà nạp tiền trong game đâu, nên con game này miễn phí thiệt gì hết ta, không có ai đánh giá luôn hay sao? Rồi, nó chưa ra mắt không ơi, thì có một phiên bản demo thì chắc tôi sẽ thử đó, coi có cấu hình đó không. Nhẹ, cấu hình này rất là nhẹ, thời bây giờ 1660 à, nhẹ như lắm đấy. i7 đầu 8 đó nè, thì i7 đầu 8 thì coi như có bước nhảy giọt nhẹ so với đầu 7 đó, lên đầu 9, đầu 10, đầu 11 thì nó nhảy giọt nhiều hơn. Lên đầu 8 này con i7 này thì chắc cũng mạnh lắm này, cấu hình thì cũng nhẹ luôn, thì đồ họa nó cũng không cao cho lắm. Chắc đôi cũng thử con game này coi sao, không biết cái cơ chế xây dựng nhà cửa nó cỡ nào. Đây, thiết kế cái kiểu này khó nhìn dữ thiệt nha. Cái xây dựng này tôi nghĩ là xây mấy cái công trình nhỏ nhỏ trong cái nhà này thôi, khi nào có thời gian sẽ thử. Thì đây là một con game xây dựng mà dạng như mà, nhưng mà sao nó bị đánh giá qua vàng vàng luôn rồi đó. Trước con này tôi chơi bản demo chơi sớm á, chứ không phải bản demo, sau này cũng chưa có thời gian chơi lại. Thì đây là con game miễn phí thể loại đối kháng mà anime, anh em nào thích cái dòng đối kháng có thể thử quan này, anime đấm nhau, game này miễn phí luôn nha. Thanh niên dev này chắc muốn vượt trội cái dòng game đối kháng đang bị phai mờ gần đây thôi. Quay phu đánh nhau, idol showdown, có luôn BBB. Cấu hình rất là nhẹ luôn, thoải mái mà chơi, còn khách đánh giá đều là tích cực hết. Rồi, không còn gì để coi nữa. Thì chúng ta kết thúc video ở đây thôi. Bye bye anh em.